vịt lộn nè. Bây giờ mình lột sẵn hết trơn mình bỏ đây nhé. Hấp chảy tảng nè. Hấp chảy tảng ha. Top eggs. Top egg. Top baby egg. Còn đâu? Phải đi liền nấu cái con là bây giờ tao đó. We put this one over here. This one loaded, right? Lotus root. Yoli food and carrots and tofu, chicken. Rồi mình sẽ lột hộp vịt lộn để làm lẩu vịt lộn. Mở đi ca lê chầu sạp cảnh đi co áp chảy tản. Áp chảy tản cây phổ vô cooking baby egg for making a hot pot. Lẩu vịt lộn gà chập cẩm. Chập cẩm phui liệu á ha. Cẩm dầu ha, dầu vị tản, cẩm dầu ngầu dục, dầu cay dục á. Với lại thịt gà, thịt bò, chập cẩm vân vân nhé các bạn. Rồi với ga lên dầu thảo qua đi cây luôn để xíu dầu tắt lần số vô bị gồm to dầu chiên đi cây xin trời phun thon mình chiên sơ cái này để làm nước canh đó các bạn ha. Thịt gà này mình mua thịt gà tươi nhé các bạn chứ không có đông lạnh. Sẽ chiên sơ nó như vậy nhé. Mình không chiên á thì mình nấu nó hơi bở. Rồi bây giờ bắt đầu á là mình cho một muỗng muối nhé, một muỗng bột gà nem, một muỗng đường nhé các bạn. Rồi mình bỏ một muỗng gia vị meche ha, và nó có những cái nguyên liệu thơm ở trong nhé. Ở đây tỉ dắt trắng đi kia hay dậu cái đi heo thì mình liệu dắt trắng còn dắt trắng cây chân dắt trắng gì á cũng dắt trắng đi kia ha. À. Cũng là tỉ tỉ với căng đi cái mắt lạc chiêu á, một muỗng tương ớt cà luôn, one pepper đấy. Rồi mình sẽ xào lên cho nó đều và mình bỏ nước đây khoảng 2 lít nước. Mình nấu nó sôi là được rồi đó các bạn nhé. Nấu nó sôi thì mình bỏ vô lẩu. Mình sẽ sắc cà rốt, cà rốt bự lắm nè các bạn, sẽ sắc cà rốt đồ xem rồi bỏ vô nấu chung luôn nha. Rồi chiết mấy hồng lọc bãi chạy bú nè. Bú đi cây thông xin. Put the carrot cook together. Rồi mình sang cái nồi to ha các bạn. Mình bỏ sen vô luôn nha. Rồi hồng lọc bãi. Carrot. Lotus. Put them together. Then we put all the chicken right here. Có thể phong sái cây rồi ha. Đến cây thon xin ha. Mình làm cái sốt gà trước. Để lại. Muống nó nhiều quá bây giờ tới mùa thu rồi. Bây giờ mình sẽ cắt một ít da muống để mình ăn với lẩu. Ở nhà có cái gì nhiều lúc mình cũng ăn cái đó. Nấm giặt đang ngọt chầu chín dắt đi không xăm chòi và xịt bỏ vô ha. Này mọc nhiệt quá, cây này nó dài quá các bạn ơi, nó dài héo sẹo rồi nó lạnh đó, nó ủ thường á ha. Để mình làm lẩu mỗi thứ giao một chút. Rồi mấy cái bắp mình đã nấu xong rồi, mình vớt lên thì hết trơn ha. Ngõ thì phú sụt chỏ cái đi xúc mày lỏ xong liền xin ha. Cái liền ngậu mày nó bù ha. Cái cây ra gà hay thảo xin ngâm ngâm tay phan lọt hơi đó. Yeah, we take the corn up. So and this one the chicken we put back on. Okay. Yeah, take all the corn up. The spinach washing away. Then this one right here. Ngõ thì tay thung xăm chòi hãy gà tẩy tùng hãy gà nung sảy cây tặng ha. Cũng đi đi đây rồi hãy bó chòi ha, giao bó xoài với các bạn nhé. Hộp vịt lộn nè, bây giờ mình lột sẵn hết trơn mình bỏ đây nhé. Rồi bác sĩ chảy thôi vậy tản ra hộp chảy tản ha. Top eggs. Top egg. Top baby. Top baby egg. We put this one over here. This one loaded, right? Make sure. Lotus root. Yoli food and carrots. Oh, too much now. And tofu, chicken. Chửi. Yeah.
Okay. This is the soup. Có lẩu, trứng gà, vịt lộn, chập cẩm, rồi có thịt bò. Đó, thịt bò ở đây ha. Rồi cải, dao, phở. Rồi bên đây mình có tôm nữa nè các bạn. Giờ có mật ống mật luôn ha. La única que dejaron sin alcohol ahí, si la vi. La única que no se tomaron. Yeah, Annie, tell them your mommy if they don't eat the egg, they don't take the egg. Oh my goodness. Take the egg and take the egg. This one, no baby. Cái này mực nè, các bạn. Ờ, bỏ thêm miếng mực vô. Muốn ăn cái gì nhúng cái đó nha. Đó, nè. Ok, no problem. Okay, you might have for you. For you, this one. Nè, you use this one, nó mì gửi nè. Ok. Mình gấp miếng hộp vịt lộn rồi mình bỏ chút xíu nước mẹ với là mayonnaise nha. Okay. Xin mời cả nhà sẵn tài cá. Please, can I try? Go eat it. Is it so much in? That's good. Oh, well, after that. My mom doesn't understand the idea that we gotta serve ourselves, so. Yeah. No, she just tell her it's like. I'm coming. Entonces, I'll eat it. Te voy a pasar. Basti, te paso este, va justo. Nosotros estamos acostumbrados con palitos, por eso. Entonces, okay, no, okay, okay, no problem, no problem. Put the hand in the He likes, mommy, he don't like the fish, he likes more the meat, that's why. Yeah, no problem, no, I mean like, put it here, it don't chop it then, the water. Okay. Entonces lo que está diciendo es que hazlo de esta manera, ponelo cerca el, para que no se moje el piso. Ya, la mesa. Ah, mami. Thank you. This is good. Right here. See, and pick them up later. Segundo. Yeah, we can have. Mami, can you do me a favor? Can you make some of this for my cousin, please? Yeah, put it here for you. No, por favor, pero no lo engloto. A ver. Nè, nè, mommy. Okay, I have one over here too. Đi chi à, đi ngầu. Ngầu rồi. Okay, cảm ơn nha bọn. Tofu. Tofu. Cuidado porque este está lleno de sopa por adentro. Entonces, cuando lo mordáis. Ay, yo fallo ya. Doing. Begging for food on my lap. Do you like chicken? Like rare, medium rare. Yeah, ¿Cómo comiste tu bistec? ¿Basti? ¿Cómo comiste tu bistec? Ah, liu cái đi. Có đi thông năm sỏi sỏi. Sorry, smelly is here for you guys. Cá bò sỏi hả? Cá bò sỏi hả? He does everything harder than anything. Okay. 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 You know this one? Spinach. Spinach, yeah. But the spinach is big. I think two spoons is fine. Thank you. That's no, my point is to leave the tongs somewhere people are going to use it, that's all. Oh, it's delicious. Are you putting here? Yeah, my mom put in this one. This one is good. It's really good. Yeah. This one, right? You want this one, right? He only speaks Spanish, man. Mm-hmm. See, just show him. You can show him. Yeah, he understands when you show him. And he put in between here. Huh? Put in between here. That's for you, right? Yeah. Put between faster. All right, put it in. Oh, in the middle. Yeah, the center. Right. Put it in the middle. There's more. Yeah, here. You see it? The factor. This one's volume. Okay. Okay. We got a low down here already. Mm-hmm. Yeah, it's good now. Already? Yeah. Yeah, it takes like 5 seconds to beef. Just a little. Pass your beef. Yeah, Gloria, like 20 seconds. Done. Yeah, 20 seconds. I see the feel of the carne. Oh, tay đó. This is nhúng nhúng là tay đó. À, vậy đó. Bỏ vô đi, đó bên kia kìa, chuyện cái đó dày hơn. Bên này cũng có. Ờ, thế rồi. The glory usually is like this, like you can call this. Các bạn xin mời cả nhà. Thì là cultura de ellos normalmente. Because it's thin, it's like a thin. Thế mà chỉnh khổ quá, sẽ phải đi cái ngoài sân cao rồi, sẵn có liền liệu, cũng mà cũng to dành là biên rõ. Mm-hmm.
Yeah. Hôm nay tính ăn ở gia đình thôi, nhưng mà xui gia của mình nói qua đi luôn cho ăn luôn. Bỏ cái tí ngậu dục để chảy cái gì ngậu dục để chảy với một cái tí dầu. Dạ yeah. Ấy thì chỉ có bằng dường nhục cho đi. Ngậu dục thì sắc mắt cho bọt. Tôi đi ngậu dục thêm mà. Hồng hào, xin thông cảm nha cả nhà. Và sắc mắt cho bọt vậy đi. Nào phóng xịt ra, mình xịt tay ra mối xịt ra tôi chị hả? Rồi chỉ ngại rồi, rồi chỉ rồi dùng mối xịt ra. So I guess we're hosting Thanksgiving. Bà, xin mời cả nhà sao quá. Nãy cái điện thoại sao hậu quá. Thầy ơi, yêu 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 chị là muốn cổ hậu quá. Mấy người ở nằm không? Tina, you're making the turkey, right? Sure. Mom, you make Mommy, Thanksgiving turkey? This one, they're good. I'm making it. Look. This is what I mean, you know? Yeah, she eat it. Una libra son 10 dólares. Yeah, it's better, this. Es mejor que esta. Es una libra, 10 dólares. Mm-hmm. Una libra. Una libra. Mm-hmm. You know what kind of meat? Cái này mật nè các bạn. Cái dầu gì là thay cái gì là tay gì mà. Oh, your phone, right? It's a shrimp. Beautiful egg. Say again. What type of... Oh, mom. Delicious. Mm. It's very nice. I've cooked look. It's hot. I can't talk. It's sudo. It's pretty hot. Is there a day that you had hot pot? It's too much. Yeah, it's too much. Okay, mình xin tạm ngưng cái video. Cảm ơn cả nhà xem video của Liên. Bye bye.